Xin chào mọi người, chào mọi người nhé. Thì hôm nay em lên thăm vườn ấy. Thì hôm nay em đang ở chỗ vườn đây. Mọi người thấy không? Xung quanh em là một gian phát tài núi luôn. Đây ạ. Đây là phát tài núi nhá. Đây phát tài núi đây. Phát tài núi này là một loại cây mà mình để ở trong sân thượng này hay là mình để ở ngoài ban công. Đó. Nó đẹp lắm mọi người ơi, phát tài núi đẹp lắm. Đó. Đây bên cạnh đây là một loại cây khá là to. Đó. Bên mình rất là nhiều loại cây nhá mọi người ơi. Rất là nhiều loại. Đó, hoa hòe này. Đó, cây hoa các thứ. Rất là nhiều. Đó. Thì đây. Đây là phát tài núi mà một thân. Đây, đây là một thân nhá. Bên đây là phát tài núi nhiều thân. Có nghĩa là nó có thể là 5 6 thân này, 5 6 5 thân thì tượng trưng cho phúc lộc thọ. Với gì ấy? Đó, 5 thân, 6 thân này. Ngũ phúc này. Đó, mọi người ơi. Đây mọi người thấy không ạ? Đó. Rất là nhiều. Đó. Cây này khá là đẹp này. À, cây khá là đẹp. Đó mọi người. Một thân này, 2, 3, 4, 5, 6 nhánh. Đó. Ôi, cái này mà mình để ở ngoài sân ý. Mình để ở ngoài sân thì rất là đẹp luôn ý mọi người ơi. Rất là đẹp. Đây ạ. Mọi người thấy không? Đó. Rất là nhiều loại cây nhá mọi người. Đây mọi người ơi, giới thiệu với mọi người, đây là một dàn cây đô la này. Đó, cây đô la là một loại cây mà nó rất là dễ chăm sóc, mình có thể để ở ngoài hành lang, ban công, cửa sổ và các chỗ nào mà mình treo được và mình có thể treo, tại vì cây đô la này mình rất là dễ chăm sóc. Nó chỉ cần tưới một tuần là mình tưới 2 3 lần nước thôi mọi người ơi. Đây là cây cột vạn niên thanh nhá. Cây cột vạn niên thanh này mọi người thấy không ạ? Ó, nó rất là đẹp luôn ấy mọi người ơi. Đó, rất là đẹp. Mọi người có nhu cầu thì mọi người liên hệ em nhá. Đó mọi người ơi. Đó, đó lá nó rất là to đẹp luôn ấy. To xanh khỏe. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây bên cạnh vạn niên thanh. Bên cạnh vạn niên thanh thì sẽ là một loại cây. Đó là cây hạnh phúc. Đó, mọi người, lá của nó rất là sum suệ. Nó ối rồi đây này, thấy không? Thì nó rất là đẹp xanh lắm mọi người ơi. Đó. Đó thì hôm nay em quay cho mọi người một số cây thế này. Đó, cây vạn niên thanh này. Cả một dàn luôn đấy mọi người ạ. Cả một dàn luôn, rất là đẹp. Nắng quá, hơi nắng một chút đây này. Đó, một dàn luôn. Đó. Có cả loại thấp hơn này, xanh thôi. Đó. Đây. Cây phát tài núi này. Phát tài núi nhá. Còn cái cây này thì mình chưa biết cái cây này là cây gì đây mọi người ơi, cây to lắm. Cây to lắm mọi người ơi, phải 2 mét cơ. 2 mét, nó mà cao hơn nữa là có 3 mét nữa mọi người ơi. Đó. Nó nhiều lắm. Nhiều cây to mà nó đẹp nữa mọi người ơi. Đó. Thì đây. Cái cây này là cây mộc hương nhá mọi người. Mà không biết mọi người có nhìn thấy rõ không? Thực sự luôn, cái cây này rất là thơm ấy mọi người, thơm thực sự lắm. Em bị nghiện cái mùi này luôn ấy. Em không nói điêu, không nói phét đâu. Nếu mà ai mà nhà có cái cây này thì mọi người sẽ hiểu rõ là cái mùi thơm của nó rất là đặc trưng mà nó rất là thơm, đẹp. Thề luôn, em nói thật với mọi người là cây này rất là đẹp luôn. Đó. Đây, để em quay ra đây. Đó. Thì ở bên đây là có một số cây như là đây cây ngũ gia bì này mọi người,
Ngũ gia vị lên mầm này. Đẹp lắm mọi người. Mầm. Đó. Bên cạnh đó là một số cây hạnh phúc. Và đây mọi người ơi, cái thân thân to bự này, mọi người đoán cây gì không? Mọi người biết cây gì không? Cây thân to bự này là cây kim ngân. Mọi người ơi, thân nó rất là to luôn đấy. Đó, lá của nó cũng rất là to nữa này. Đó, thân của nó bự hơn cả người em luôn đấy. Em thề luôn. Nó to lắm, nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây bên cạnh này là một dàn cây cau. Lá cau này. Đó. Em thấy không ạ? Nhiều lắm, nó to lắm mọi người ơi. Đó, lá cau này. Mọi người thấy không? Đây ở cái này là bể nước này, bể từ túi cây chứ mọi người. Còn ở dưới này là cái cây cây thiên điểu á. À, có hoa. Đẹp. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây nhá, rất là nhiều loại cây để cho mọi người lựa chọn. Đó, mọi người có thể xem. Còn đây nữa là cây, cũng là cây kim ngân. Nhưng mà cây kim ngân này là loại thân xoắn nhá mọi người. Hai cây nó sẽ xoắn vào nhau. Hai gốc ấy, hai gốc nó sẽ xoắn vào nhau và thành một cây như thế này. Đó. Lạ không? Lạ lắm mọi người ơi. Đó. Lạ, nó độc lạ đẹp luôn ý. Đó, đây. Cái thiên điểu này. Đó. Thiên điểu. Đây bên này nó rất nhiều hoa. Bên này nó nhiều hoa hơn này. Đó mọi người. Thiên điểu đó. Đó. Đẹp lắm. Đây nữa. Đây là một loại cây. Cây ngọc bích. Cây ngọc bích xoắn nha mọi người ơi. Cây ngọc bích xoắn này. Cái thân của nó sẽ xoắn xoắn vào nhau như thế này. Đó. Khá là đẹp đúng không ạ? Đó mọi người ơi. Đẹp không? Đẹp lắm ý. Đẹp lắm. Đó, đây. Cây mộc hương này. Rất là nhiều nha mọi người. Cây mộc hương rất là nhiều. Và nó rất là thơm. Mọi người mà ai đã từng trồng cây mộc hương hay là mọi người đã từng biết đến thì mọi người sẽ thấy là cây nó rất là thơm và đẹp luôn. Đây ở bên này là dàn bonsai. Cây tùng. Đó, tùng xanh này. Đó, tùng la hán. Nhiều lắm mọi người. Rất là nhiều. Đó. Mọi người có thể chọn cái mẫu mà mình yêu thích. Đó. Người ta sẽ uốn vào nhau như thế này. Người ta lấy cái thanh sắt này này mọi người. Người ta sẽ uốn cây. Đó. Người ta uốn như thế này để tạo hình cho cây đẹp mắt. Đó. Đây ở trong này là một vườn cây hồng nhá. Cái hoa hồng ấy. Đây là cây hoa giấy. Hoa hồng này. Nó hơi khô. Đấy mọi người. Nhiều lắm cây bonsai này, cây la tùng la hán này. Mọi người. Không biết mọi người có nhìn thấy rõ không? Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Người ta uốn đẹp lắm mọi người ơi. Thề luôn đấy mọi người ạ. Em nói thật với mọi người là cây rất là đẹp. Em nghĩ là mọi người nên mua một cây như thế này về mình trồng ở trong sân vườn của mình ấy. Trong sân nhà của mình ấy. Quá hợp lý luôn đúng không mọi người? Đó, một cây như thế này khá là đẹp. Đó. Đó, mọi người.
Đây nhá, lá nó xanh tươi như thế này tốt lắm mọi người ạ. Đẹp. Đó. Giản hoa giấy này. Úi dồi ôi, giản hoa giấy quá là tuyệt vời luôn nhé bà ơi. Đó. Đó thì em giới thiệu qua với mọi người cái vườn ở trong, cái vườn nắng của mọi người ạ. Cái vườn ở trong là mấy cái cây to như thế này, tí nữa em sẽ quay cho mọi người cái mấy cái cây ở ngoài là mấy cái cây cảnh mini nhỏ, nó rất là xinh mà mình để bàn nhé mọi người ơi. Thì đó, mình đang lên vườn để tham quan vườn nhà mình, thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại mà mình để trên tường, số hotline mà mọi người thấy là mọi người thích cây nào, mọi người ưng ý cây nào thì mọi người có thể nhắn tin, mọi người inbox cho em nhé mọi người. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người trực tiếp luôn đi ạ. Vâng. Em xin chào mọi người, tại vì em phải vào trong kia em quay cho mọi người cái cây nhỏ nhỏ nhá. Ở ngoài này hơi nắng một tí. Vâng, em chào mọi người nhé. Bye bye.